тогда наверняка с голубого ручейка начинается река. Ну а дружба начинается с улыбки. Bắt đầu một buổi sáng, em Phương sẽ ghé phòng tắm trước tiên, ngáp một chút, sau đó là vén tóc, rồi bắt đầu đánh răng và rửa mặt. Sáng nay Phương dùng sữa rửa mặt làm sáng sạch sâu của Kiehl's. Nghe Jeep Cleansing có vẻ hơi nhiều với một buổi sáng trong tuần đúng không? Nhưng mà sữa rửa mặt này làm sạch nhẹ nhàng, hạt scrub không bị cứng quá, mùi hương của nó cũng thêm mát dễ chịu, cho nên đối với anh Phương rất là tỉnh ngủ. Tiếp theo, anh Phương sẽ dùng Waterful Refreshing Toner. Đây là một sản phẩm mới toanh của Sun 37. Da anh Phương cảm thấy sạch, đủ ẩm và rất là mềm khi lau với toner này. Mình đặc biệt thích packaging của sản phẩm này. Chai cao, cầm nặng tay, nhìn rất là sang trọng. Cứ mỗi lần dùng sản phẩm này thì lúc nào anh Phương cũng kiểu yes, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Để toner thẩm thấu hoàn toàn thì anh Phương thường vỗ da mặt một xíu. Anh Phương gần dùng hết Water Bank Hydro Essence của Laneige rồi, vậy Phương chắc chắn là sẽ mua lại. Essence này dưỡng ẩm nhẹ nhàng, thoa tới đâu thì thấm tới đó luôn, da mềm thì là mềm, không bí, không nhờn. Sau Essence, anh Phương sẽ dùng serum Lancôme Advanced Genifique Youth Activating Concentrate để cung cấp lại năng lượng cho làn da mệt mỏi buổi sáng. Buổi sáng thì da anh Phương thường bị tái và xỉn màu, và dùng cái sản phẩm này da nhìn rất là khá. Bước dưỡng da tiếp theo là mới nè, em Phương sẽ dùng dầu dưỡng da của Kiehl's. Mỗi sáng tầm 3 giọt thôi thì sẽ không khiến mặt bị dầu đâu, mà ngược lại cung cấp ẩm tốt và giúp lớp nền đẹp hơn nữa. Với dầu dưỡng này thì em Phương sẽ chọn cách làm nóng sản phẩm và áp nhẹ trên da thay vì massage như thông thường. Em Phương sẽ khóa lại toàn bộ các bước lúc nãy bằng kem dưỡng ẩm Water Gel Cream. Kem dưỡng này cũng thuộc bộ sản phẩm cấp nước chuyên sâu Waterful của Sun 37. Với cái cấu gel cream, sản phẩm này thẩm thấu nhanh, dùng 3 ngày siêu hợp lý. Bên cạnh việc cấp nước chuyên sâu, sản phẩm này còn mở đường dẫn nước từ bề mặt da vào sâu bên trong da, giúp da ẩm mượt cả ngày. Làn da đủ ẩm đối với anh Phương chính là chìa khóa để giúp ngăn ngừa lão hóa đó. Trước khi bước ra phòng tắm thì mình luôn dùng sản phẩm khử mùi của Dove. Đây là một bước quan trọng bởi vì dù cho cơ thể vẫn không có mùi, nhưng việc sử dụng sản phẩm khử mùi hàng ngày giúp anh Phương cảm giác sạch sẽ, tự tin hơn khi giao tiếp với người khác. Trong nhiều dòng khử mùi Dove, anh Phương sử dụng thường xuyên nhất là Dove Go Fresh dạng xịt tiện dụng. Sản phẩm này có hương thơm dễ chịu, tạo cảm giác thoải mái, không bết dính khi sử dụng, cho nên đặc biệt phù hợp với những bạn tập luyện thể thao trong ngày như là anh Phương. Bên cạnh đó, Dove Go Fresh còn có khả năng giữ da trắng sáng, mềm mịn nữa. Sản phẩm không chứa cồn, cho nên tụi mình không lo da bị thâm sạm hay là khô rát nha. Đoạn này là anh Phương diễn á, chứ mà anh Phương ghét dọn giường lắm luôn á, bởi vì anh Phương hay bị cái giường dụ dỗ, thường là sẽ nằm gắn thêm 5 phút, 10 phút trước khi make up. Có nhiều lần á, anh Phương bị trễ giờ bởi vì cái vụ này rồi đó. Nào, make up thật nhanh rồi còn đi làm, sắp muộn giờ rồi. Anh Phương sẽ bắt đầu với cushion chống nắng của Sun 37. Đây là Sun 37 Sun Away Cushion CC. Tap 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 từ mặt tới cổ là xong. Đêm qua anh Phương không có ngủ được, cho nên là sáng nay quần thâm hơi đậm một chút xíu. Mình sẽ sử dụng concealer của Clio dưới bọng mắt, sống mũi, cằm và nhân trung để mà làm sáng gương mặt. Hôm nay là lần đầu tiên anh Phương dùng powder foundation matte Velvet Skin mới của Makeup Forever. Mới dùng lần đầu thôi nhưng anh Phương rất là ấn tượng bởi vì da anh Phương được trang điểm tốt. Hạt phấn này rất là mịn mượt, tông Y245 có vẻ hơi vàng hơn so với da của mình, nhưng mà blend một chút là tuyệt liền. Kẻ lông mày xong là gần như make up xong rồi đó. Hằng ngày đi làm thì anh Phương chỉ make up đơn giản vậy thôi, nhưng mà đảm bảo vẫn xinh nè. Sử dụng cỏ Angled Blush Brush của Beautiful, mình sẽ tạo một chút khối và phớt một chút má hồng.
Má hồng anh Phương dùng là của Hourglass màu Diffuse Heat. Mắt của mình bị lờ đờ cho nên anh Phương sẽ sử dụng phấn tạo khối và tán màu này lên bầu mắt để mà mắt trông sâu hơn. Anh Phương sẽ tranh thủ đẩy một chút màu này lên sống mũi để mũi trông thon và cao, mặt từ đó trông cũng thanh tú hơn. Highlight thì luôn phải có rồi đó. Nào mọi người biết đây là gì không? Đây chính là hộp son Miracle Apple Holiday Collection năm nay. Năm nay thì mình đã thay màu Plot Twist bằng màu Energy. Tên son có nghĩa là năng lượng và màu son cũng là màu đỏ ruby luôn. Mong là thỏi son này sẽ đem đến nguồn cảm hứng bất tận cho một ngày dài của mọi người nha. Chất son Energy thì không có sự thay đổi gì hết. Tip vẫn là hãy lấy một ít son thôi. Và không biết mọi người có nhận xét gì về sự thay đổi này không? Hôm nay cần formal một chút cho nên anh Phương đã chọn một chiếc váy dài màu đen bóng. Mặc xong thì cảm thấy mình hơi giống quá phụ áo đen, cho nên thôi quyết định là phối áo thun, chân váy và blazer để outfit trông smart casual hơn. Váy đen này thì chắc là sẽ để dành cho một dịp buổi tối vậy. Với những ngày đầu bẩn thì dầu gội khô luôn là cứu cánh của anh Phương. Mình thì vẫn luôn dùng Chlorine Oatmeal Dry Shampoo nha. Sử dụng nước hoa yêu thích Joy by Dior, đem phụ kiện ánh vàng, sau đó là soạn đồ đi làm. Anh Phương đã sẵn sàng bước xuống nhà ăn sáng với mẹ rồi đi làm rồi. Và đó là thói quen của anh Phương mỗi buổi sáng. Mong là các bạn đã thích video này. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào buổi sáng.